Tới tới tới. Đi đụng vô cái cây gì nữa. Thử coi. Nãy giờ không thấy ha. Ê, ê. Đứng kìa anh ơi. À, cô gái đứng dưới cửa nhà kìa. Nó ngoắc nữa hả? Ngoắc nữa. Ừ, ngoắc mình kìa. Ngoắc cái kìa, ngoắc cái kìa. Nhìn cô gái vào nhà. Hèn chi biết sao không? Mỗi lần mình vào lần đầu quay vô không thấy. Thì anh em đâu có lão ra đâu. Thì cô gái chắc có lẽ là hiện tại nó cũng... Bây giờ anh em mình đứng đây quay gì luôn coi như sao. Ừ. Xíu mình ở vào bệnh. Đúng quá nữa kìa. Ừ. Ở mắt hoài luôn không? Hôm trước anh xuất hồn ra có thấy gương mặt cô gái không? Không có thấy được mặt. Thấy bắp tóc bù xù che cái mặt không à. Bây giờ cũng không thấy luôn. Mình đâu có tiếp cận được gần đâu mà. Ủa nữa ông ơi. Quá hoài luôn. Giống như muốn kêu mình qua đó làm cái gì. Hello, xin chào thầy cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Ma Vlog nha mọi người. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đồng Vlog. Thì cả nhà thì hôm nay hai anh em mình tiếp tục quay lại cái nơi căn nhà hoang nơi cô gái 17 tuổi treo cổ mọi người. Thì hôm nay thì anh em mình cũng đến cũng như mỗi khi cả nhà thì cái bông cô gái 17 tuổi này thì từ lúc anh em mình đến đây tới giờ thì coi như là cái bông cô gái cũng đã biết cái lòng tốt của anh em mình á, cho nên cái bông cô gái thân thiện lại cả nhà, không còn dữ như lúc trước nữa. Thì anh em mình cũng đã hiểu được cái hoàn cảnh của cô gái vì sao mà chọn con đường nguyên sinh đó, thì hôm nay anh em mình cố gắng quay lại đây và tìm hiểu cũng như là sẽ tìm những cái cách nào đó để giúp cho cô gái này có thể đi siêu thoát, có thể đi giảng sanh kiếp khác nha mọi người. Thì thật sự mà nghe qua cái hoàn cảnh của cô gái này thật sự cũng rất là đáng thương cả nhà. Thì có nhiều cô chú anh chị nói là nhiều khi tự vẫn là coi như là nói chung là người ta không có thích á, tại vì bất hiếu á. Thì lúc đầu á mình cha mẹ mà đã nguyên sinh á. Thì lúc đầu mình chưa biết được cái câu chuyện bên trong, ẩn tình bên trong á, thì đa phần là nhiều người ta ghét. Nó là mới 17 tuổi mà lại bỏ đi cái thân xác mình mà chọn đường nguyên sinh mà chưa trải hiếu cha mẹ, thì đa phần là nhiều người đáng trách đó. Nhưng mà khi mà hiểu được thì lại cảm nhận là đáng thương đáng trách nha mọi người. Thật sự thì anh em mình cũng đã cố gắng hết sức để tiếp cận được với lại cái cô gái 17 tuổi này, thì anh em mình cũng sẽ từ từ để tìm cách và giúp đỡ cho cái bông của cô được siêu thoát cả nhà. Thì ok, thì không nói dòng nữa, thì anh em mình mời mọi người vào video chính hôm nay nha. Ok, đi thôi mọi người ơi. Ok, thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo hai anh em của Săn Ma Vlog nha. Ok, vậy thôi mọi người. Đặt cái tên thì ghê quá mà trời ma chạy cúm giò luôn á. Ok, thì giờ anh em mình sẽ đây nè. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi vào cái khu vườn chuối mọi người. Bữa nay mọi người có chằng nè. Không thiết. Thiết à? Thiết nó dài ra vậy. Thiết quá. Thiết. Thì những cái video lần trước là tụi anh em mình đến thì anh em mình cũng vào trong cái căn nhà hoang này và quay một vòng thì không có thấy cô gái xuất hiện. Không,
Thì hôm nay thì anh em mình cũng lại tiếp tục vào trong sâu trong cái vườn chuối nữa cả nhà. Thì để xem hôm nay cho anh em mình có thấy cái con xuất hiện hay không. Có thể chứ nhiều anh chị không biết chứ, để hôm nào mình cầm một cái điện thoại bên ngoài quay cảnh ở ngoài vào một cái cảnh phía trong luôn, người thấy là phía ngoài mình thấy như thế nào. Ở ngoài tối thui. Tại cái điện thoại mình quay mà cái độ không có đèn LED luôn, người nó tối thui luôn á, là giống như là mắt mình vậy á. Mà trong đèn LED trong camera ngoài hướng trên như nè. Mà đôi khi mình nhìn phía ngoài mình đường mình đi á thì đôi khi camera nó quay trúng cái gì mình cũng chả biết luôn. Thì những cái video lần trước á thì có một cái video cách nay cũng vài lâu rồi ạ. Thì mình quay thì cũng vô tình quay được một cái bóng, một cái dáng người ngồi á, cái bóng người ngồi ở trong một cái bụi chuối, thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị hỏi mình đó là gì ạ? Đó là ai mình cũng chả biết luôn, mình cũng chả biết là ai luôn, mà không chừng cũng không biết phải là người hay là ma nó giả người hay không, không chừng là đối tượng xấu đó, là những cái thành phần mà đập đá cả nhà. Khi mà thấy anh em mình vào á thì họ sợ công an họ trốn nữa. Như tôi nghe mùi thơm thơm ha, bông bưởi. Thì hôm nay thì vô tới đây mình anh em mình cũng không có thấy cái vòng của cô gái xuất hiện cả nhà. Trời ơi, cái chuối chưa hay nè ông nội. Đừng cái chuối chưa hay nữa. Để cam gai nghe cái chuối luôn chưa hay nữa đó. Mà nhiều người nói là bông khác hay sao á, tại vì cái tướng đi nó khác phải không? À, thì mình cũng xin nói cái nè, thì hôm trước cũng có một người anh hay vào anh vào comment trên kênh của mình á, anh cũng thắc mắc về cái vấn đề là ếch kia của cả nhà. Thì thật sự á, mình nói là ở quê mình thì kể cả ban ngày ếch vẫn kêu chứ không phải là ban đêm. Thì bây giờ nó kêu dậy cho nó. Nhưng mà nhiều người lại nói là để tiếng ếch kêu vô ghép tiếng ếch kêu vô. Nếu ví dụ như có để tiếng con ma lên không sướng hơn sao? Để ếch vô kêu làm gì? Phải không? Nếu mà có để tiếng gì cho nó hấp dẫn, âm thanh gì nó hấp dẫn chứ để tiếng ếch kêu làm gì? Dùng đồng ruộng mà, đồng ruộng thì ếch kêu chuyện bình thường. Mà vậy cũng có người thắc mắc là tại sao trong video là nghe tiếng ếch kêu. Anh em mình đi quay là quay với cái thực tại chứ không phải như phim truyền hình. Phim truyền hình thì nó có thể là lọc những âm thanh nó ra được. Còn mình là mình thấy âm thanh gốc mà sao mà không có được, phải không? Côn trùng kêu chuyện bình thường. Nhái, ếch. Với lại côn trùng mình đi kêu. Hôm nay nè, nên tính đặt ở đây nhưng mình suy nghĩ ra một cái khác nè. Là cũng lâu rồi anh em mình không có đặt trong nhà, thì không biết là cái linh cô gái có vào nhà hay không. Thì tại vì những cái lần trước đến mình đến thì cũng không có thấy đâu. Mà cách nay thì thời gian cũng khá là lâu thì anh em mình không có đặt ở trong nhà. Thì hôm nay thì em quyết định vô nhà đặt là. Bây giờ hôm nay mình thử vào nhà đặt xem thấy cô gái có vào nhà không. Thì ok, thì cả nhà chắc có lẽ anh em mình sẽ đảo ra và đi vào căn nhà đặt camera mọi người. Để đặt camera vào căn nhà xem thử cô gái có ở trong đó hay không cả nhà. Tại vì dù sao cũng là cái nơi cô ấy cái nơi mà cô ấy đã ở đó cũng khá lâu rồi. Thì chắc có lẽ nếu mà ở ngoài này mà anh em chúng ta không thấy thì chắc là cô ấy vào nhà. Thứ hai nhiều khi anh em mình cúng á, anh em mình cúng có thể là cô biết. Cái hương khói á. Cũng xuất hiện thì mình ok, giờ anh em mình đi ngồi đảo ngược cao mọi người. Hôm nay thì nãy giờ thì anh em mình quyết định là đặt máy ở ngoài cái vườn chuối luôn cả nhà. Nhưng mà suy nghĩ lại thì muốn đặt lại ở trong cái căn nhà xem cô gái có xuất hiện trong đó hay không.
Tới. Đi đụng với cái cây gì nữa. Thử coi. Nãy giờ không thấy ha. Ê, ê. Đứng kìa anh ơi. À, cô gái đứng dưới cửa nhà kìa. Không mắt nữa hả? Mắt nữa. Ừ, mắt mình kìa. Mắt kìa, mắt kìa. Nhìn cô gái vào nhà. Hèn chi biết sao. Mỗi lần anh em mình vào lần đầu quay vô không thấy. Thì anh em đâu có lão ra đâu. Thì cô gái chắc có lẽ là hiện tại bây giờ anh em mình đứng đây quay gì luôn coi như sao. Ừ. Xíu mình ở vào bản. Đủ mắt nữa kìa. Ừ. Đủ mắt hoài luôn không? Hôm trước anh xuất hồn ra có thấy gương mặt cô gái không? Không có thấy được mặt. Thấy bắp tóc bù xù che mặt không à. Bây giờ cũng không thấy luôn. Mình đâu có tiếp cận được gần đâu mà. Ủa mắt nữa ông không? Mắt nữa hoài luôn. Giống như muốn kêu mình qua đó làm cái gì. Ê, có khi nào là có một cái manh mối gì đó mà. Ủa đâu rồi? Nó tiêu ta. Không biết nó tiêu rồi. Đi vòng quanh đó luôn coi. Ok, đi bạn. Không biết là cái lúc mà trong đầu em suy nghĩ, không biết là anh có đồng tình hay không nha. Ý là trong đầu em suy nghĩ có một cái điều như thế này, không biết anh có đồng tình hay không. Mà em nghĩ có khi nào trước khi cô ấy mà chọn con đường nguyên sinh là không biết còn để lại một cái điều gì không, hoặc là một cái thứ gì không. Tại vì sao anh thấy nhiều người mà ta tự tử hoặc thế nào đó là ta ưa để lại những cái vấn vặt trong cơ thể người ta, một cái điều đó đúng không? Thì nó đen đen đó ta. Thì muốn biết á, thì anh em mình á, hôm nào mà nhắc chưa á. Ờ, anh thấy nên nó có cục lên đen đen không? Dạ. Anh thấy nó có cục lên đen đứng đó không? Thấy mẹ rồi đen đen. Anh bệnh ở ngoài á. Sao ở ngoài mà thấy cục gì đen ở đó ta? Đen gì đó, có thu lùi gì đó, thấy gì đó. Ở ngoài em thấy, ở ngoài thấy. Hôm nay cũng chờ cũng có trăng. Nãy thấy đứng ở chỗ này nè. Tưởng ngay chỗ này nè. Ừ, ngay chỗ này nè. Quay trong nhà sơ coi có thấy nữa hay không. Không thấy nữa là quay anh em mình chích cái này coi. Ừ. Mất tiêu quá. Biến mất rồi. Đi chích cái này xíu rồi. Vậy trời, cây gì đâu đây vậy? Cái cây gì đâu đây? Ở nhà có thấy cái ánh trăng. Ánh trăng hôm nay nó không có được sáng. Mờ rồi. Trăng mới mọc à? Mà anh em mình ở trong nhà cũng đâu có thấy gì đâu. Không có cái cây à? Mới thấy xuất hiện nãy mà. Ủa vậy? Thì ok cả nhà. Thì anh em mình đã đi một vòng và lúc nãy có ở bên kia quay qua thì thấy cái cô gái xuất hiện ở trước cái cửa nhà này. Và đang ngoắt anh em mình về hướng này, nhưng mà không biết là cái cô gái này thiệt sự bây giờ chắc là hiện rồi, nhưng mà không biết ý đồ của cô gái này là cái điều gì nữa. Đúng rồi cả nhà, thì không biết là cái dụng ý cô gái mắc anh em mình để làm gì thì anh em mình cũng không biết nữa. Thì bây giờ hôm nay thì anh em mình sẽ đặt tiếng gì anh em mình sẽ đặt cam ở trong ngôi nhà để xem coi cô gái có xuất hiện ở trong nhà hay không cả nhà. Thì anh em mình sẽ đặt cam và xem thử cô gái có thể giống như là một cái gì đó cho anh em mình một cái hướng đi, giống như là
có thể là cái gì đó cho anh em biết thêm một thông tin gì đó hay không. Thì ok, thì anh em sẽ tạm dừng máy và đặt camera mọi người. Tạm dừng cả nhà. Rồi ok cả nhà, thì bây giờ hai anh em mình sẽ đốt và cúng kiến luôn mọi người. Thì ok cả nhà, thì hôm nay thì anh em mình đến đây thì chủ yếu là đặt máy trong căn nhà này để xem cái vong của cô gái có xuất hiện ở trong căn nhà này hay không cả nhà. Hồi nãy là mình thấy đến trước cửa rồi đó. Thì cái đầu thì hai anh em mình cũng thấy đứng ở ngoài trước cửa. Rồi hỏi mắt tiêu. Nhưng mà ngoắc mình hoài ha. Ngoắc hoài ta. Không biết là, không biết là có còn một cái điều gì bí ẩn cũng như thắc mắc phía sau lưng câu chuyện này không biết. Thì hôm trước thì cô cũng đã tiết lộ về cái cuộc đời cô rồi. Mà không biết còn cái điều gì nữa trong. Giống như là muốn nói với mình cái điều gì nữa không? Thì cũng mong là nếu mà cô linh thiêng thì cái qua video hôm nay thì rằng cô nếu mà có thắc mắc gì hoặc là muốn anh em tôi giúp gì đó thì cô hãy chỉ cho anh em tôi biết. Đúng luôn. Đúng đi. Đúng cái tiền bạc. Nhà có cây đâu khều. Tiếng gì? Tiếng nghe thấy ghê ta. Ok, cứ để gì anh em đi ra ngoài đi. Mới nghe tiếng gì ghê quá.
Ok cả nhà, thì trong lúc anh em mình đặt trong này á, mọi người có thấy cái hồn linh cô gái xuất hiện không cả nhà? Cho tàn hết. Nãy giờ thì không biết ở trong này có lò cho cũng kẻ luôn. Hiện tượng vậy không cả nhà? Chứ hồi nãy lúc mà anh em đang đốt với tiền vàng bạc thì hai anh em mình nghe được một cái tiếng dên chắc là rơi. Cái này mình chạy ra ngoài luôn á. Thật sự dở ngốc luôn cả nhà. Mình cũng không biết là cái tiếng đó là cái tiếng gì thì hai anh em mình cũng không có rõ nữa. Thì ok, thì trong lúc mà anh em mình đặt camera, mọi người nếu mà thấy cái hương linh cô gái xuất hiện á, thì nhớ comment cho anh em biết nha. Và nếu mà cả nhà có yêu quý kênh thì cả nhà hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông lên để nhận được những video mới của anh em mình cả nhà. Thì ok, thì cuối video thì Tú và Nguyên Cộp xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Nhiều sức khỏe nha. Chào mọi người. Chào cả nhà.